Chào mừng các bạn học sinh đã đến với môn toán lớp 2, sách Trên trời sáng tạo, tuần 1 nhé. Cô sẽ cùng đồng hành với các bạn trong tiết học này. Nào, các bạn hãy chuẩn bị sách giáo khoa toán 2, tập 1, bảng con và ngồi học ở nơi có đầy đủ ánh sáng nhé. Để tiết học hôm nay bắt đầu thật vui nhộn, chúng ta hãy cùng đến với phần khởi động nào. Đó chính là trò chơi ai nhanh hơn đấy các bạn ạ. À, các bạn hãy thực hiện phép tính 48 cộng 21 bằng hai cách nhé. Cách thứ nhất là tính ngang, cách thứ hai là đặt tính vào bảng con đi nào. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Thời gian đã kết thúc, các bạn hãy cho cô biết đáp án đi nào. Rất chính xác, 69 là kết quả của phép tính 48 cộng 21. Cô có lời khen dành cho các bạn. Qua trò chơi này, các bạn đã thấy được khi thực hiện một phép tính cộng bằng hai cách, tính ngang hay đặt tính thì đều ra được kết quả giống nhau đấy. Vậy để biết các thành phần trong một phép cộng được gọi tên là gì thì chúng ta hãy đến với bài học hôm nay. Đó là bài số hạng tổng, sách giáo khoa trang 13, 14 và 15. Bài học và thực hành nhé các bạn. Phần đầu tiên là bài học thực hành. Quan sát trên màn hình, cô có tất cả bao nhiêu quả trứng? À, ở hình bên trái, cô có 4 vị trứng một chục và một vị trứng có 8 quả. Vậy là có 48 quả trứng. Còn ở hình bên phải, cô có 2 vị trứng một chục và một quả trứng. Vậy cô có 21 quả trứng. Để biết cả hai hình có tất cả bao nhiêu quả trứng thì chúng ta sẽ lấy 48 cộng 21 được kết quả là 69. Ở phần tính ngang, cô gọi tên thành phần của phép cộng này như sau. 48 là số hạng, 21 là số hạng, 69 là tổng. Vậy, ở bài đặt tính cũng gọi tên thành phần tương tự. 48 là số hạng, 21 là số hạng, 69 là tổng. 48 cộng 21 cũng được gọi là tổng đấy các em ạ. À, hãy cùng cô đọc to lại tên của thành phần phép cộng nào. 48 là số hạng, 21 là số hạng, 69 là tổng. Lần nữa nhé. 48 và 21 là các số hạng, 69 là tổng. Đọc lần cuối nào. 48 và 21 là các số hạng, 69 là tổng. Cô thấy các bạn đã đọc rất to và rõ. Cô khen các bạn. Nào, cùng cô đến với bài tập 1, đọc to yêu cầu nhé các bạn. Bài 1, gọi tên các thành phần của phép tính. Cô có 7 cộng 3 bằng 10 trên bảng. Các bạn hãy đọc tên thành phần nào. À, rất chính xác. 7 và 3 là các số hạng, 10 là tổng. Tiếp theo, đến phép tính 14 cộng 75 bằng 89. Các bạn đọc tên thành phần đi nào. Đúng như các bạn đọc đấy, 14 và 75 là các số hạng, 89 là tổng. Cuối cùng, đọc to tên thành phần của phép tính 5 cộng 32 bằng 37. Năm và 32 là các số hạng, 37 là tổng đấy các em ạ. À, các bạn đã hoàn thành bài rất tốt. Xem bài tập 2 cùng cô nào. Đọc to yêu cầu đề bài nhé.
Bài 2. Tính tổng của các số. Trên màn hình, cô có bài mẫu tính tổng của 22 và 16. Cô có thể tính bằng hai cách, đó là tính ngang như của bạn nữ hoặc đặc tính như của bạn nam đấy các em ạ. À. 22 cộng 16 thì sẽ ra kết quả là 38. Cô có cả 3 bài tập A, B và C. Các bạn hãy làm bài vào bảng con và làm theo hai cách như ở bài mẫu nhé. Cùng kiểm tra đáp án với cô nhé. Câu A, 4 và 5. Cô tính bằng hai cách, tính ngang và đặc tính. 4 cộng 5 bằng 9. Các số 4 và 5 là số hạng, 9 là tổng. Ở câu B, 30 và 10 có hai cách tính, tính ngang và đặc tính. 30 cộng 10 bằng 40. 30 và 10 là các số hạng, 40 là tổng. Ở câu C, cuối cùng, cô có 52, 41 và 6. 52 cộng 41 cộng 6 bằng 99. Cô có 52, 41 và 6 là các số hạng, 99 là tổng. Các bạn học sinh của cô hôm nay đã tham gia học rất đầy đủ và tích cực. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở tiết học sau nhé.